Tại sao em dám đùa cợt tình cảm của anh vậy hả? Anh đang nói gì vậy? Anh biết hết sự thật rồi. 2 tháng nữa em sẽ lấy chồng, có đúng vậy không? Anh, nhưng mà đó là ý của mẹ em với lại dì Út. Hai người quyết định hết tất cả mọi chuyện mà, chứ em đâu có biết cái gì đâu. Con cảm thấy mình thật là tệ bạc. Không những con làm tổn thương ảnh, mà con còn làm tổn thương chính bản thân con nữa. Đáng lẽ ra con nên cương quyết từ rất lâu rồi. Cuộc sống hiện tại của con giống như địa ngục vậy, thì con hết chịu nổi rồi mẹ à. Nếu con còn chút lòng tự trọng thì con nên ra sống riêng. Con làm sao vậy hả? Mẹ thấy con kỳ cục lắm rồi đó nghe. Mẹ không còn nhận ra con nữa. Mẹ cứ làm những gì mẹ muốn đi, nhưng con xin mẹ, xin mẹ đừng có ép uổng con nữa. Nếu mà Pháp muốn con ly hôn thì con cũng sẽ ly hôn. Nếu mẹ không muốn con ở đây nữa, mẹ không muốn nhìn thấy mặt con nữa, con cũng sẽ rời khỏi đây mẹ à. Con nói cái gì ngu ngốc vậy hả? Mẹ ơi, con sợ lắm. Con sẵn sàng đổi gì như tất cả những gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ thì con không thể chịu đựng chuyện này thêm một chút nào nữa mẹ à. Kìa con bình tĩnh đã. Thạch Thảo, con làm sao vậy hả? Hình như con bị trầm cảm và bị khủng hoảng tinh thần đúng không? Điều này mẹ không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ nó đã xảy ra rồi. Không, mẹ phải đưa con đi bác sĩ để chữa bệnh thôi. Con nhìn con kìa, con đang tiều tụy lắm, đang thất thần lắm, con có biết không hả? Con không sao hết mà. Đừng có coi con như người điên vậy. Không, con biết mình đang muốn gì mà cần gì mà. Không, mẹ đâu có nói con bị điên đâu. Mẹ chỉ nói con bị khủng hoảng tinh thần thôi mà. Con à, mẹ sẽ giúp con được. Mẹ giúp con sẽ vượt qua hết tất cả mọi chuyện nha con. Tại sao em dám đùa cợt tình cảm của anh vậy hả? Anh đang nói gì vậy? Anh biết hết sự thật rồi. 2 tháng nữa em sẽ lấy chồng, có đúng vậy không? Anh, nhưng mà đó là ý của mẹ em với lại dì Út. Hai người quyết định hết tất cả mọi chuyện mà, chứ em đâu có biết cái gì đâu. Anh không quan tâm nói lý của ai hết, vấn đề đó là sự thật. Vậy mà còn ráng hẹn hò với anh nữa. Anh ơi, anh hiểu cho em đi được không? Trời ơi, em đâu có muốn chuyện này đâu. Em cũng ngán lắm chứ bộ. Nhưng mà em đã thuyết phục mẹ em dời lại rồi, mà tại mẹ em không có chịu. Nếu em không thay đổi được thì em cứ lấy chồng đi, có sao đâu. Vấn đề anh không ngờ tới là em lại giỡn trò này với anh. Anh nghe em nói nè. Em không cần phải nói nữa. Tốt nhất bây giờ mình đừng gặp nhau nữa, không hẹn hò yêu đương gì hết á. Anh cũng sẽ không tới nhà em làm việc tiếp. Như vậy á, mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Anh bình tĩnh lại nghe em nói nè. Sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra hết. Em sẽ cưới anh trước khi cái đám cưới này diễn ra, được không? Em nói gì vậy? Em thề, cho dù cho trời đất sụp đổ, em cũng sẽ lấy anh làm chồng. Thảo, em hãy bình tĩnh nghe anh nói nào. Anh tới đây không phải để van xin hay nài nỉ em, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Anh nói đi, em nghe. Cho dù em cư xử bất công với anh, nhưng anh vẫn nhất quyết không ly hôn với em đâu. Tạm thời anh sẽ chịu đựng cảnh mình sống chung phòng, và anh sẽ không đụng chạm gì đến em hết. Còn nếu như em không muốn thì anh sẽ sang phòng khác ở và chờ đợi sự thay đổi thái độ của em. Anh đừng gây thêm áp lực cho em nữa. Đừng khiến cho em cảm thấy tội lỗi vì những gì đã gây ra cho anh. Không hoàn toàn như vậy. Vì anh yêu em, và anh sẽ làm tất cả để gìn giữ cuộc hôn nhân này. Có đáng không? Em không xứng đáng để được anh yêu như vậy đâu. Em đừng nói gì, và cũng đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Anh đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh nghĩ em đang không đủ bình tĩnh và sáng suốt để đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhưng anh tin rằng em sẽ cho phép anh quay trở lại căn phòng này. Còn trong khi chờ đợi thì mình hãy cố gắng cư xử hết sức bình thường trước mặt mọi người, để anh không bị chạnh lòng, được không em? Tại sao lại như vậy?
Tại sao mình không hề thấy hối tiếc về chuyện đó? Mình muốn được ở bên anh. Mình không hối hận về những gì đã xảy ra. Cháu tôi là con gái, ai muốn hỏi cưới nó thì phải tới nhà này. Nhưng mà tôi là đàn trai. Đàn trai thì sao? Ba chỉ là dì của chú rể thôi. Còn tôi á, là ông ngoại của cô dâu. Đẳng cấp khác nhau, nghe chưa? Ba à, con xin phép được có ý kiến. Con thấy tiệc đính hôn thì mình nên tổ chức ở nhà hàng thì sẽ là tốt nhất. Ờ, đúng rồi, đỡ rườm rà, rắc rối. Con biết cái gì mà nói. Thưa cô Út, thưa mẹ, con nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ và đầm ấm ở ngay resort của chúng ta thôi. Mong cô Út thông cảm cho ngoại. Và chúng ta không nên mời khách khứa gì hết, mà chỉ giới hạn trong gia đình thôi. À, đúng rồi đó ba. Tôi nghĩ là chắc có lẽ là chỉ gói gọn trong gia đình thôi. Hai gia đình là đủ rồi. Con hy vọng mọi người sẽ không bàn cãi nhau về chuyện này nữa. Giờ con có việc, con xin phép. À, xin lỗi. Hãy Yến, mở cửa ra cho anh Hãy Yến. Hãy Yến, anh biết là em ở trong đó. Em mở cửa ra nói chuyện với anh nhanh. Hãy Yến, em mà không mở anh phá cửa đấy. Hãy Yến, Hãy Yến, cậu kia, cậu la ông sầm làm sao cho người ta ngủ? Ông muốn gì? Tôi có đập cửa nhà ông không mà ông nói? Cậu có tin tôi mời nhân viên bảo vệ lên đây không? Được, ông mời đi, tôi thách ông đấy. Mà ông mời, bảo người ta mở cho tôi cái cửa này. Hãy Yến, mở ra, mở ra cho anh. Em không mở anh phá cửa đấy. Sao? Có chuyện gì? Anh muốn nói chuyện với em. Anh mà còn làm như thế này nữa, tôi chuyển đi chỗ khác, anh đỡ phải đi tìm tôi nhé. Em không thể làm được điều đó đâu cưng ạ. Tốt nhất là em nên nói chuyện nghiêm túc với anh. Có chuyện gì để nói? Bỏ qua tự ái vớ vẩn đi. Em phải thừa nhận rằng em đối xử với anh cũng chẳng ra gì. Có đúng vậy không? Thế bây giờ cuộc sống của em thế nào? Anh nghĩ là tôi không thể sống được nếu thiếu cái quán bar của anh với công việc của anh à? Ý em nói là cái công việc rẻ tiền mà em đang làm ở cái quán bar nghèo nàn đó hả? Nghèo nàn hay là rẻ tiền, nhưng mà ít nhất tôi không phải nhìn cái bản mặt của anh. Mình không tự ái nữa. Thú thật rằng anh rất nhớ em. Và anh biết rằng em cũng nhớ anh đấy.